Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Thịnh Thế Đích Phi của tác giả Phượng Khinh. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Thịnh Thế Đích Phi. Phượng Khinh. Chương 16: và chạm trường tỷ, phải ăn đòn. Editor: Tuyết Y. Chuyện vạch tội dường như lấy việc xử phạt không mặn không nhạt của hoàng đế mà chấm dứt rồi thế nhưng ảnh hưởng tiếp sau đó lại vẫn xa xa không chấm dứt. Sau khi Diệp Thượng Thư Hạ Triều còn chưa về đến nhà, thì chuyện trong lúc Tào Triều cũng đã lấy tốc độ như gió lan truyền đến toàn bộ thế gia trong kinh thành. Lại càng không biết từ đâu truyền tới chuyện Diệp Thượng Thư bán nữ cầu vinh, thấy Lê Vương không thích tam nữ nhi không xuất sắc nhà mình. Lại lập tức sai sử tứ nữ nhi Diệp Oánh có danh kinh thành đệ nhất mỹ nhân đi quyến rũ Lê Vương Điện Hạ. Một người nói thì chính là lời đồn, Thế nhưng mà một trăm người nói thì dường như đúng là sự thật rồi. Cho dù đi đến chỗ nào, Diệp Thượng Thư dường như cũng cảm thấy ánh mắt người khác nhìn hắn không giống thường ngày. Cuối cùng chỉ có thể nhịn lại buồn bực vội vàng xử lý xong chính vụ rồi trở về phù. Lúc Thanh Sương mang vẻ mặt nhìn có chút hả hê kể cho Diệp Ly nghe lời đồn đãi bên ngoài, thì Diệp Ly chỉ cười nhạt một tiếng rồi cũng không quan tâm nữa chỉ là trong lòng có chút lo lắng không biết hành động lần này có mang đến phiền toái gì cho cữu cữu hay không chỉ là nhị cữu cữu cũng không phải là mãng phu không biết đúng mực nếu người đã làm như vậy thì tất nhiên có đạo lý và cách nghĩ của người nhưng mà diệp ly cũng có chút ngoài ý muốn vì phụ thân cũng không lấy chuyện lần này để mà giận cho đánh mèo mình vì sĩ cho cùng sau khi diệp thượng giận dữ trở về phù thì đến ngay cả vương thị và diệp oánh đã là những người đầu tiên phải đứng mũi chịu sao mà có lẽ ông ta cũng không phải không có ý định giận chó đánh mèo nàng dẫu sao ngày hôm qua ông ta cũng đã xông vào thanh giật hiên nhưng chỉ không biết vì sao ông ta vừa mới đi vào phòng sau đó chưa nói cái gì đã xoay người đi ra ngoài hay là đột nhiên nổi lên sự áy náy hiếm có diệp ly không hề để ý nhìn lướt qua cách bài trí mộc mạc trong phòng mình nàng thờ ơ suy đoán nhàn nhã ngồi ở phía trước cửa sổ cúi đầu theo thùa một đóa hoa diên vĩ màu tím dần dần thành hình dưới bàn tay nàng. Theo thùa là một việc cần phải có tính nhẫn nại, mà Diệp Ly kiếp trước đã từng là tay đánh lén không thiếu nhất chính là tính nhẫn nại. Mà ở kiếp này từ lúc 6 tuổi, mẫu thân đã bắt đầu tự dạy nàng theo thùa, những năm này nàng cũng dần dần yêu mến môn nghệ thuật này. Bởi vì đã có được chi nhớ của kiếp trước, Diệp Ly đương nhiên có được sự từng trải và kiến thức càng nhiều hơn so với người ở thời đại này đồ vật dưới tay nàng lúc nào cũng có nhiều thần vận say mê hấp dẫn và linh khí đặc thù hơn một chút so với người khác trong sân mơ hồ truyền đến một trận huyên náo diệp ly nhíu nhíu mày ngẩng đầu lên thanh hà bên ngoài xảy ra chuyện gì bẩm tiểu thư là dung thiếu gia trở về đang ồn ào đòi gặp tiểu thư ở bên ngoài viện thanh hà cung kính trả lời diệp ly cười nhạt một tiếng tiện tay cắm kim thiêu trên vải tơ rồi đứng dậy, đi nhìn một chút thôi. Nam Đinh duy nhất toàn bộ Diệp Phủ Diệp Dung, năm nay vừa mới 13 tuổi, học tập ở Thư viện nổi danh Kinh Thành. Diệp Dung bị vương thị ảnh hưởng, từ nhỏ đã không thích người trường tỷ là Diệp Ly này. Sau khi từ thị qua đời, hắn với tư cách là Nam Hải duy nhất trong phủ lại là trường tử cho nên cư xử với Diệp Ly lại càng là trực tiếp dùng lỗ mũi nhìn người một năm có thể gặp mặt mấy lần cũng đã không tệ rồi, đâu ra tình huống hắn tự mình chạy tới muốn gặp Diệp Ly chứ. Không cần phải nói thì ai cũng biết đương nhiên là vì chuyện hôm qua Vương Thị và Diệp Quánh bị phụ thân mắng, cho nên ngày hôm qua vừa mới từ học đường trở về, hôm nay đã không thể chờ đợi được mà đến để bênh vực mẫu thân và ti ti rồi. Còn chưa đi ra ngoài đã nghe thấy giọng nói tranh chấp của Thanh Sương và Diệp Dung truyền đến, láo sược. Người chỉ là một đứa nha đầu đê tiện mà cũng dám ngăn đón ra. Coi chừng ra bán ngươi vào trong câu lan, sao, đấy. Diệp Dung hung giữ trợn mắt nhìn nha đầu mặc áo xanh đang đứng trước mắt. Sao, câu lan, nơi hát múa và diễn kịch thời tống, nguyên ở Trung Quốc. Người khác có lẽ sẽ cố kỵ đại thiếu gia duy nhất trong phủ này, thế nhưng thanh xương cũng không khách khí như vậy. Đôi mắt xinh đẹp chừng lên lừa một cái, ngẩng đầu cười lạnh nói với Diệp Dung cho dù ta có đê tiện cũng là nha đầu của tiểu thư, muốn đánh muốn bán cũng không tới phiên dung thiếu gia ngươi đến làm chủ. Tự tiện xông vào viện của trường tỷ, cái này là lễ nghi dung thiếu gia học được trong học đường. Thật sự là dạy thật tốt, mà cũng học thật giỏi. Tiện nha đầu, đánh nó cho ta, Diệp Dung hồn hền chỉ huy gã sai vặt sau lưng giáo huấn thanh xương. Dung nhi, đệ đang làm gì đó, Diệp Ly đi ra ngoài sân nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn thiếu niên đang dương cung bạt kiếm trước mắt, ánh mắt rơi vào gã sai vặt đang bắt lấy tay thanh xương, còn không buông tay. Hai gã sai vặt giữ thanh xương giống như là bị lửa thiêu, vội vàng rút tay trở về trốn ra sau lưng Diệp Dung. Thấy người bên cạnh mình vô dụng như thế, Diệp Dung cảm thấy rất mất mặt, bất mãn hừ một tiếng nói với Diệp Ly, Tam tỷ, nhà đầu kia của ngươi cực kỳ vô lễ, ta giúp ngươi giáo huấn một chút. Diệp Ly lạnh mắt nhìn hắn, người bên cạnh ta tự ta sẽ dạy dỗ. Nếu để có thời gian dành thì không bằng học lại quy củ mấy lần cho kỹ đi. Nhìn cái bộ dáng này của Diệp Dung, Diệp Ly đã biết rõ vì sao phụ thân lại vừa yêu vừa hận nhi tử này rồi. Chỉ có duy nhất một nhi tử độc đinh, thế mà lại còn là một đứa không có đầu óc. Vậy mà Vương Thị lại còn có ý nghĩ háo huyền đến mức cho rằng nhi tử này của mình còn có thể so với vị nhị công tử của liễu gia kia. Liễu nhị công tử chỉ mới 16 tuổi đã là thiếu niên tài tử danh chấn Kinh Thành, năm nay lại một thân một mình đến xin học ở Thư viện Ly Sơn. Cho dù là liễu gia hay là thầy dạy, bạn học của hắn đều ký thắc kỳ vọng nơi hắn, nhiệm nhiên chính là nhân tài cho môi vị trạng nguyên tương lai. Mà vị đệ đệ khác mẫu này của mình, trong Kinh Thành hiển nhiên chỉ xếp vào loại quần áo là lượt không tốt mà thôi. Diệp Dung từ nhỏ đã được Diệp Lão Phu Nhân và Vương Thị nâng trong lòng bàn tay mà lớn lên trong nhà này nhị tỷ lúc trước và tứ tỷ bây giờ cũng không dám nói chuyện với hắn như vậy. Diệp Dung lập tức giống như con mèo bị đốt mắt cọng lông, không ngừng mà nhảy dựng lên, giận dữ chỉ vào Diệp Ly nói, ngươi thật to gan, lại dám nói với ta như vậy. Ta phải nói cho tổ mẫu, chắc chắn phải khiến cho ngươi khó coi. So đo với một đứa bé như vậy thật sự là rất mất thể diện, Diệp Ly vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ, tuy rằng diệp gia không phải đại tộc trăm năm nhưng ở kinh thành coi như cũng là gia tộc có chút trọng lượng làm sao lại dưỡng ra loại người có tính cách ngu mốc như diệp dung vậy mặc kệ nam hải hấp tấp kia đang nổi điên diệp ly quay người trở về phòng xin dung thiếu gia đi ra ngoài diệp ly người đứng lại đó cho ta diệp dung giận dữ ngươi thật không biết xấu hổ rõ ràng là lê vương tỷ phu không cần ngươi mà ngươi lại cho cửu cửu của ngươi nói nhiều lời bậy bạ như vậy trước mặt hoàng thượng, hoại nương và tứ tỷ bị cha mắng. Đáng đời ngươi cây nữ nhân âm hiểm bị Lê Vương vứt bỏ, đáng đời. Nhiệt xúc, còn không im ngay cho ta." Diệp Dung mắng đến cao hứng, nên cũng không nhìn thấy ý lạnh trong mắt và nụ cười xẹt qua trên môi Diệp Ly. Mãi cho đến khi tiếng gầm lên giận dữ truyền đến từ phía sau thì mới cứng ngắc quay đầu lại. Nhìn thấy nguyên một đám người bên cạnh đang nằm dạp trên mặt đất phát run, mà phụ thân từ trước đến nay vẫn luôn luôn hòa ái dễ gần đang mang sắc mặt xanh mét trợn mắt nhìn mình, "Phụ thân." "Thượng thư phủ này đúng là giáo dưỡng tốt nha, ngay cả một nhi tử của kế thất từ thiếp phủ chính, sao lại dám ở giữa ban ngày ban mặt nhục mạ trưởng nữ của vợ cả như thế, thật sự là được mở mang tầm mắt." Một thiếu niên tuấn lãng trong nhóm người đi theo bên cạnh Diệp Thượng thư cười lạnh nói sao, từ thiếp phù chính, thời xưa từ thiếp lên làm vợ. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Thượng Thư lại càng thêm khó coi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau bắt xúc sinh này lại cho ta, mang đi đánh hai mươi đại bản thật nặng. Nghe xong lời nói của Diệp Thượng Thư, Diệp Dung lập tức bị dọa đến mức hét lên thảm thiết. Quyền đấm cước đá hai hạ nhân đi lên vây lấy hắn, phụ thân. Phụ thân, Hải Nhi biết sai rồi, chấm đáng tiếc hắn còn nhỏ tuổi sức lực yếu ớt làm sao địch nổi những hạ nhân đang lúc trắng niên này cho nên rất nhanh đã bị kéo lê tới nơi chấp hành trượng hình cách đó không xa vẻ mặt diệp ly lạnh nhạt lại mang sự mừng rỡ hiếm có bước nhanh đi lên bái kiến phụ thân cựu mẫu biểu ca sao mọi người lại đến đây diệp thượng thư nhìn nữ nhi cung kính thỉnh an mình nhưng biểu hiện sự thân mật hiếm có với người ngoài trong lòng có chút khó chịu nhàn nhạt nhưng hắn nghĩ đến sự bày trí đơn sơ trong viện kia của Diệp Ly thì làm sao cũng không thể nào phát tác ra được. Chỉ phải trước mặt cười nói, Thanh Phong và cựu mẫu tới thăm con, vì phụ thuận đường nên cùng bọn họ tới đây. Từ Thanh Phong lạnh lùng cười cười, nói, cũng không phải sao, nếu như hôm nay chúng ta không đến thì còn không biết tiểu muội sống trong Diệp Phủ phải trải qua cuộc sống như thế này đây. Nụ cười trên mặt Diệp Thượng Thư cứng đờ, nhìn từ phu nhân mang vẻ mặt lạnh lùng và vẻ mặt bất thiện của từ thanh phong thì có chút sự mặt. Diệp Ly mỉm cười nhàn nhạt, nhạt, tiến lên kéo tay từ phu nhân cười nói, cựu mẫu, đừng đứng ở cửa ra vào mãi, chúng ta đi vào uống chén trà đi. Thịnh thế đích phi, phượng khinh. Chương 17, Người nhà, Người thân. Editor, Tuyết Y. Cựu mẫu, đừng đứng ở ngoài cửa nữa. Chúng ta đi vào uống chén trà đi nghe thấy lời nói của à cháu ngoại gái mình thương yêu như nữ nhi ruột thịt, khuôn mặt vốn lạnh nhạt của Từ Phu Nhân lập tức vui vẻ thêm vài phần. Nắm tay Diệp Ly thương tiếc thở dài, đứa nhỏ ngoan, cháu phải chịu uất ức rồi. Diệp Ly cười yếu ớt không nói gì, kéo cánh tay Từ Phu Nhân đi vào trong viện nhưng không quên quay đầu lại nói với phụ thân đang mang vẻ mặt xấu hổ đứng ở một bên, nếu như phụ thân không vội thì cũng cùng đến nếm thử trà của nữ nhi đi à. Diệp Văn Hoa lúc này mới miễn cưỡng cười cười gật đầu nói, vậy thì nếm thử trà của Ly Nhi xem thế nào. Bầu không khí vốn có chút căng thẳng cuối cùng cũng đã hỏa hoãn hơn một chút. Một đoàn người đang muốn đi vào thanh giật hiên, thì ở cách đó không xa, Vương Thị đang được người dìu đến lảo đảo lao tới. Nhìn thấy Diệp Dung đang bị người ép đánh kêu la đến kinh thiên động địa, Vương Thị đau xót kêu lên một tiếng nhào đến ôm Diệp Dung bảo vệ trong lòng. Vương Thị là đương gia chủ mẫu, bà ta ra mặt thì người khác đương nhiên không dám ra tay tiếp chỉ đành phải đứng sang một bên diệp dung thấy vương thị đến lập tức giống như tìm thấy chỗ dựa mà nắm lấy vương thị nức nở kêu đau lại vẫn không quên chỉ vào diệp ly nói nương nàng hại nhi tử bị đánh người nhất định phải báo thù thay nhi tử nha đau quá hu hu vương thị ôm diệp dung quỳ trên mặt đất vẻ mặt bi thống oán hận nhìn qua diệp văn hoa chất vấn lão gia Rốt cuộc Dung Nhi đã làm sai chuyện gì mà ngài phải đánh nó như vậy? Nó, nó còn nhỏ như vậy, nó lại còn là nhi tử độc nhất của ngài đó. Hu hu, Tam tiểu thư, cho dù Dung Nhi có chỗ nào đắc tội với con, nhưng mà các con cũng là tỷ đệ ruột thịt mà. Ly Nhi, theo cựu mẫu đi vào nhà, trong cái phủ này chẳng lẽ toàn là mấy thứ yêu ma quỷ quái gì đó sao? Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì còn ra thể thống gì nữa? Nếu thực sự không được, bảo cữu cữu cháu dâng tấu rõ ràng với hoàng thượng, rồi đón cháu về xuất giá từ phủ ngự sử là được. Hôn sự của cháu có lẽ ông ngoại cháu vẫn còn làm chủ được. Phủ ngự sử của chúng ta cũng sẽ không bôi nhọ thể diện của định quốc vương phu. Nhìn vương thị mang vẻ mặt oan ức, quỳ trên mặt đất cách đó không xa mà khóc lóc, mặt từ phu nhân lập tức lại trầm xuống lần nữa, kéo Diệp Ly đi vào bên trong. Diệp ra này, mẹ con vương thị lại còn có diệp chiêu nghi trong cung cũng đều là một loại đức hạnh cả nhưng mà diệp oánh và diệp thần châu khóc lóc thì cũng thôi đi bà vương thị này đã lớn tuổi rồi mà còn không biết hổ thẹn diệp ly nhẹ gật đầu quay đầu nhìn về phía vương thị lạnh nhạt nói phu nhân nói quá lời dung nhi là bị phụ thân phạt đấy nhưng mà cũng phải nói với phu nhân thế này dung nhi cũng nên được quản thúc thật chặt chẽ rồi miễn cho người ngoài nói phủ thượng thư chúng ta không có gia giáo. Nói xong cũng không hề để ý tới sắc mặt của Diệp Văn Hoa ở bên cạnh, kéo tay từ phu nhân đi vào trong viện. Từ Thanh Phong cũng cùng đi theo phía sau, có chút hào hứng nhìn Vương thị vài lần rồi cười nói, vị kế thất này của Dương cũng thật thú vị, còn chưa từng thấy qua phu nhân nhà ai mang cái đức hạnh như thế này đấy. Chính thất danh môn thế gia cho dù là trong lòng suy nghĩ như thế nào, thì ở trước mặt người ngoài vĩnh viễn đều mang bộ dáng ung dung đoan trang. Còn cái vị này thì vừa khóc vừa không quên làm ra bộ dáng ai oán câu dẫn người khác, hiển hiện rõ ràng bộ dạng của tiểu thiếp mà. Cũng đúng thôi, vị này cũng không phải là xuất thân từ thiếp thất sao. Nói xong cũng xoay người đi theo mẫu thân và biểu mũi, để bên ngoài lại cho thượng thư đại nhân sắc mặt đã đen gần như mực giải quyết. Bên trong khách sảnh bố trí thanh nhã u tĩnh, Diệp Ly dâng trà mà nàng vừa tự mình pha xong lên cho cựu mẫu và biểu ca vẫn còn đang rất tức giận. Từ phu nhân uống một ngụm trà, cảm thấy cơn thịnh nộ hòa hoãn đi một tí mới bất đắc dĩ nhìn Diệp Ly nói, cháu nhìn cái tính tình này của cháu xem, ngay cả thứ tử của kế thất cũng dám trèo lên trên đầu cháu rồi. Diệp Ly cũng không để bụng, nở nụ cười thản nhiên nhìn vị cữu mẫu bao che khuyết điểm này mà nói, rốt cuộc thì bà ta cũng là đương gia chủ mẫu của diệp gia còn là mẫu thân ruột thịt của vị chiêu nghi ở trong cung kia huống hồ ly nhi cũng không phải chịu thiệt thòi gì mà cựu mẫu nói xem đúng không tử thanh phong cau mày nói hôm nay là do chúng ta đến phụ thân muội đang ở trước mặt người ngoài thì không thể không phạt nếu là bình thường thì đâu có dễ dàng như vậy đừng tưởng rằng hắn không biết đánh 20 bản tử rõ ràng là đã cố ý lề mề để đến lúc vương thị kia chạy đến thì thực sự đánh lên người diệp dung cũng chỉ có vài cái không nhẹ không nặng mà thôi nếu không phải là diệp văn hoa bày mưu đặt kế thì hạ nhân làm sao lại có gan lớn bằng mặt không bằng lòng như vậy diệp ly nhướng mi cười nói lại khiến cho biểu ca và cữu cữu cựu mẫu lo lắng rồi suy cho cùng thì nó cũng là nhi tử độc nhất của phụ thân há có thể không thiên vị sao nhưng mà ly nhi cũng không phải là người ăn chay nếu như thật sự đụng chạm đến cháu cháu sẽ để cho nó thoát thân dễ dàng như vậy sao theo như diệp ly thấy diệp dung chỉ là một đứa nhỏ được nuông chiều đến mức khiến cho người ta không thể thích nổi mà thôi quá so đó với nó thì ngược lại rất không thú vị nhớ tới người nào đó trong khoảng thời gian này bị chuyện không may quấn thân từ thanh phong cũng không khỏi vui lên thế nhưng vẫn không nhịn được mà dặn dò biểu muội nhà mình phải cẩn thận với tất cả mọi chuyện từ phu nhân nhét một phong thư dán kín vào trong tay Diệp Ly. Diệp Ly nắn lấy thì cảm thấy phong thư rõ ràng không mỏng, trong lòng ấm áp, vừa ngẩng đầu lên đã thấy đôi mắt ôn hòa yêu thương của từ phu nhân. Trong lòng Diệp Ly lại cảm thấy hơi chua xót, cữu mẫu. Từ lúc mẫu thân qua đời, nếu không phải thỉnh thoảng được cữu cữu và cựu mẫu chăm sóc, thì bản thân mình vài năm nay cũng không thể sống thong dong như vậy. Không đợi nàng nói ra lời cảm ơn, từ phu nhân đã duỗi tay nắm chặt lấy tay nàng cười nói, đứa nhỏ mốc à, cho dù như thế nào thì cháu vẫn là huyết mạch của từ gia không phải sao? Đời này cựu cựu cữ cháu chỉ có một mình mẫu thân cháu là muội muội ruột thịt, làm những chuyện này thì làm sao có thể coi là phung phí được chứ? Cựu mẫu, Diệp ly rũ đôi mắt xuống, không muốn để cho từ phu nhân thấy được nước mắt dưới đáy mắt mình. Từ thanh phong thấy bầu không khí có chút thương cảm, vội vàng cười nói, Nương nói không sai, thế hệ này từ gia ta chỉ có một nữ nhi là Ly Nhi. Đợi đến thời điểm Ly Nhi đại hôn thì đại bá, còn có đại ca, nhị ca, tứ đệ, ngũ đệ đều sẽ vào kinh. Nếu không phải năm nay thân thể gia có chút không khỏe, đại phu không cho đi xa, thì ông cũng muốn đến nữa đấy. Diệp Ly cũng lập tức vội vàng nhịn suy nghĩ đang cuồn cuộn trong lòng xuống, thân thể ông ngoại không khỏe sao? Vậy đại cữu cứu bọn họ, Chấm. Đừng nóng vội, da lớn tuổi đương nhiên sẽ không tránh được một vài bệnh vặt. Khí hậu kinh thành cũng không thích hợp dưỡng thân bằng Vân Châu mà thôi. Về phần đại ca, bọn họ vốn cũng muốn vào kinh chuẩn bị cho kỳ thi mùa xuân sang năm. Bây giờ cũng chỉ là vì hôn kỳ của muội mà vào kinh trước mấy tháng thôi. Sợ Diệp Ly nghĩ nhiều, từ thanh phong vội vàng an ủi. Diệp Ly nhịn cười, bây giờ cũng chỉ mới co cuối tháng 3, Khoảng cách đến kỳ thi mùa xuân sang năm còn gần một năm nữa, sớm cũng hơi quá sớm một chút rồi. Rõ ràng biểu ca muốn an ủi mình, Diệp Ly cũng thuận theo lời hắn mà thay đổi chủ đề nói, nhị biểu ca, tứ biểu ca cùng ngũ đệ đều muốn tham gia kỳ thi mùa xuân sao. Thế hệ này của từ gia đứng hàng thứ hai là từ Thanh Trạch năm nay 19 tuổi, từ Thanh Bách năm nay 16 tuổi đứng hàng thứ tư cùng với từ Thanh Viêm tuổi vừa mới 13. Còn người nhiều tuổi nhất là Từ Thanh Trần, năm nay 22 tuổi, từ năm 14 tuổi đã giành được danh tiếng đệ nhất trạng nguyên bảng vàng, trở thành thiếu niên trạng nguyên nhỏ tuổi nhất từ lúc đại sở khai quốc đến nay. Chỉ là Từ Thanh Trần không thích trốn quan trường thị phi, 15 tuổi đã từ quan đi du học các nơi. Năm gần 20 tuổi đã trở thành tiên sinh trẻ tuổi nhất Thư viện Ly Sơn. Vị biểu ca này dùng từ kinh thái tuyệt diễm để hình dung cũng tuyệt đối là không thái quá. Tuy rằng Diệp Ly mới chỉ gặp hắn mấy lần vào mấy năm trước, thế nhưng ấn tượng của nàng với vị biểu ca này lại vô cùng sâu sắc. Chỉ là, cả ba vị công tử của từ gia đồng thời tham gia khoa cử, với năng lực người của từ gia thì khả năng thi rớt cũng cực thấp, có phải sẽ quá mức dễ làm cho người khác chú ý hay không? Từ Thanh Phong nhún vai nói, vốn là nhị ca và tứ đệ, còn lão ngũ là tự mình muốn tới đây nghe nói là muốn vượt qua thành tích 14 tuổi đã là thiếu niên trạng nguyên của đại ca năm đó. Đại ca sinh tháng 2, còn nó sinh tháng 9, nếu quả thật chúng trạng nguyên thì thật sự cũng xem như là vượt qua đại ca rồi, chỉ là cơ hội không được lớn lắm. Từ nhỏ nó đã thích võ, cho dù đọc sách cũng thích xem binh thư, đối với việc thi trạng nguyên hay không cũng không có hứng thú gì. Kỳ thật người từ gia cũng không có hứng thú nhiều với khoa cử vì dù sao cũng không có ý định làm quan. Chỉ là nếu như nhất định không đi thi thử một lần để đạt được thứ tự thì bằng độ tuổi của bọn họ, cho dù có học phú ngũ xa, sao, cũng không được giảng bài ở thư viện Ly Sơn. Những nhóm thiên kiêu chi tử kia làm sao có thể chịu phục người làm lão sư mà tuổi không kém mình bao nhiêu được. Sao, học phú ngũ xa, ý là học vấn nguyên bác. Từ phu nhân cũng cười nói, thật ra chính thức muốn khảo thí chỉ có thanh trạch còn hai tên tiểu tử Thanh Bách và Thanh Viêm kia chỉ mượn cơ hội đến tham gia náo nhiệt mà thôi. Nhị ca thế nhưng có ý định ở lại kinh thành, Diệp Ly hỏi. Từ Thanh Phong cười khen, vẫn là Ly Nhi thông minh. Chỉ là nhị ca ở lại kinh thành, còn biểu ca của muội là ta đây lại phải đi xa rồi. Nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của Từ Thanh Phong, trong lòng Diệp Ly khẽ động, vui vẻ nói, chẳng lẽ nhị cựu cữu đã đồng ý với biểu ca rồi? Từ phu nhân có chút bất đắc dĩ lại vui mừng gật đầu nói, còn không phải sao? Tiểu tử này rốt cục đã được như ý nguyện rồi, cựu cựu cháu đang tính cho nó vào quân ngũ tôi luyện đấy. Kỳ thật tâm tư của ngự sử đại nhân vẫn luôn rất phức tạp. Ông đã trông mong nhi tử này ở trong quân đội tôi luyện một lúc sẽ không chịu nổi rồi ngoan ngoãn trở về nhà tiếp nhận truyền thống thư hương thế gia của từ gia. Nhưng nếu từ thanh phong thật sự dám lăn lộn mấy tháng rồi lại chạy về thì chỉ sợ cũng tránh không được một trận đánh đau. Vậy thì phải chúc mừng biểu ca rồi. Diệp Ly cười nói, nhị cửu cửu vẫn luôn không tán thành biểu ca tổng quân, bây giờ rốt cục cũng đã buông ra rồi, khó trách từ thanh phong lại cao hứng đến như vậy. Nhận lời tốt lành của Ly Nhi, chờ biểu ca huynh trở thành đại tướng quân rồi thì định vương kia nêu dám khi dễ muội biểu ca thay muội xả giận. Vẻ mặt Diệp Ly đầy hắc tuyến, cho dù có là đại tướng quân cũng không đủ để chống lại thế tập vương gia duy nhất của đại sở nha. Huống hồ trở huynh ấy từ một tên tiểu tốt trở thành đại tướng quân, thì đến cả trinh nữ cũng đã trở thành đàn bà rồi. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, Thịnh Thế Đích Phi, Phượng Khinh. Chương 18, Tổ mẫu bất công Mãi cho đến lúc Diệp Ly tự mình tiến biểu ca và cữu mẫu đi thì Diệp Thượng Thư cũng không xuất hiện nữa, từ phu nhân hiển nhiên đã không hề còn hy vọng gì với lễ nghi quy củ của diệp gia nữa rồi. dù sao nếu không phải còn có một đứa cháu ngoại gái như diệp ly ở đây, thì diệp gia đã hại nữ nhi của từ gia buồn bực đến sầu não mà qua đời căn bản sẽ không còn có chút liên hệ nào với từ gia. diệp ly cũng không tức giận, lúc quay người đi trở về thanh giật hiên thì nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua phương nghi viện của vương thị môi cong lên một nụ cười trào phúng hiếm có, vương thị đây là đang ra oai phủ đầu nàng sao? Tam tỷ, còn chưa đi vào thanh giật hiên, Diệp oánh đã viện tay nha đầu ưỡn nẹo đi đến. Diệp ly dừng bước bình tĩnh đánh giá đệ nhất mỹ nhân trước mắt, xem ra mấy ngày nay tuy biểu hiện bên ngoài của Diệp oánh giống như không có gì nhưng thực tế, cuộc sống cũng không dễ chịu. Khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo xinh đẹp ngày xưa lại thêm vài phần tái nhợt và tiêu tụy đôi mắt nhìn Diệp Ly cũng đã nhiều thêm vài phần u oán và ươn ướt, bỗng dưng khiến cho Diệp Ly nhịn không được mà run lên một cái. Thái sinh lưỡng yếp chi sầu, kiều tập nhất thân chi bệnh, lệ quang điểm điểm, kiều xuyễn vi vi, dịch thơ, má hơi lúm, có vẻ âu sầu, người hơi mệt trông càng tha thướt, lệ giớm dưng dưng, hơi da nhẹ nhẹ. Diệp Ly tự dưng nhớ tới câu thơ có một không hai trong kiệt tác hồng lâu mộng dùng để hình dung mỹ nhân thế ngoại thần tiên. Chỉ tiếc là lúc nhìn lại cặp mắt ướt kia đã ngẫu nhiên hiện lên một tia tinh quang, chỗ nào có một chút cao quý xuất trần của dáng châu tiên tử. Tứ muội đây là làm sao vậy? Diệp Ly nhẹ giọng hỏi, thân thể không thoải mái sao không ở trong phòng nghỉ ngơi? Đa tạ tam tỷ quan tâm, oánh nhi không có việc gì. Diệp oánh ôn nhu nói, chỉ là bộ dáng u oán vì khuất kia thật sự không giống như là không có gì diệp ly mang vẻ mặt hiểu rõ gật đầu nếu đã không có gì tứ muội cứ chầm chậm mà tản bộ tam tỷ đi về trước tam tỷ thấy diệp ly không chút do dự muốn xoay người rời đi trong mắt diệp oánh hiện lên một tia tức giận nhưng rất nhanh đã lại biến mất không thấy đâu khẽ cắn môi son nhìn diệp ly nói oánh nhi chỉ là muốn hỏi tam tỷ một chút Tam tỷ nhận được thiếp mời bách hoa thịnh hội chưa? Diệp Ly gật đầu, buổi sáng ngày hôm qua nàng đã nhận được thiếp mời. Vào 7 ngày sau, bách hoa thịnh hội được quyết định cử hành tại vườn mẫu đơn lớn nhất tại Kinh Thành. Nhìn bộ dáng của Diệp Oánh, tâm tư Diệp Ly khẽ động, mới hiểu được Diệp Oánh ngăn đón mình làm gì, tứ muội còn chưa nhận được thiếp mời. Diệp Oánh uất ức lắc đầu, nhưng trong lòng tràn đầy oán hận với Diệp Ly trước mặt nếu như không phải là cữu cữu của nàng vạch tội phụ thân trên triều đình bản thân mình là đích nữ của hộ bộ thượng thư là lê vương phi tương lai thì làm sao lại không có thiếp mời bách hoa thịnh hội chứ tam tỷ tỷ năm nay cũng không đi sao diệp ly nhịn không được cười lên diệp oánh không phải định lấy thiếp mời của mình để đến vườn mẫu đơn chứ chỉ là cũng có thể lắm nàng ta là lê vương phi tương lai cho dù có người nhận ra tên trên thiếp mời không phải của nàng thì cũng sẽ không ai dám đuổi nàng đi. Năm nay thân thể đã tốt hơn nhiều, tất nhiên là ta phải đi rồi. Diệp Ly nói xong, đã thấy sắc mặt Diệp Oánh rõ ràng trầm xuống. Không muốn dây dưa với nàng ta nhiều hơn nữa, nên Diệp Ly nói, ta còn có việc, sẽ không ở đây cùng tứ muội được nữa. Tam, thấy Diệp Oánh còn muốn nói điều gì đó, Diệp Ly nhíu mày nói nếu muội không ngại thì đi cầu kiến hiền chiêu thái phi xem thiếp mời năm nay là do chiêu dương trưởng công chúa tự phát nếu như ta không đi thì chẳng phải là lại khiến công chúa cho rằng diệp ra chúng ta không cho nàng mặt mũi nghe vậy rốt cuộc diệp oánh cũng phải đè lời muốn nói ra khỏi miệng xuống chiêu dương trưởng công chúa là tỷ tỷ của đương kim hoàng thượng là nữ nhi duy nhất của nguyên hoàng hậu của tiên hoàng thế nhưng lại nổi danh tính tình không tốt cho dù là đương kim hoàng hậu, thậm chí đôi khi là đến cả thái hậu bà ấy cũng còn không cho mặt mũi, Diệp Oánh cũng không dám tác quái trước mặt bà ấy. Đến bây giờ mà nàng vẫn chưa nhận được thiếp mời, thì đã nói rõ là chiêu dương trưởng công chúa không vừa lòng với nàng rồi. Tam tiểu thư, tứ tiểu thư, lão phu nhân mời hai vị tiểu thư đi đến vinh nhạc đường một chuyến. Diệp Ly đang muốn trở về phòng, ma ma bên người Diệp lão phu nhân đã tới truyền lời hôm nay từ phu nhân đến thăm diệp lão phu nhân trực tiếp thoái thác nói thân thể không thoải mái ngay cả phái một người sang đây nhìn một cái cũng không có diệp ly tất nhiên biết rõ diệp lão phu nhân đây là bất mãn với hành vi của từ ra mấy ngày hôm nay rồi cho nên nàng cũng lạnh nhạt gật đầu nói ta đã biết làm phiền ma ma đi một chuyến này ma ma liên tục nói không dám xoay người trở về vinh nhạc đường ở bên trong vinh nhạc đường Diệp lão phu nhân hơi nheo đôi mắt già nua có chút vần đục lại, đánh giá hai đứa cháu gái đang sánh vai nhau đi vào. Diệp oánh từ nhỏ đã nhận hết sùng ái, không chỉ thông minh dịu dàng, lại vừa sinh ra đã là quốc sắc thiên hương, cho dù là diệp lão phu nhân hay là diệp thượng thư đều ký thắc kỳ vọng vào nàng. Nếu không phải trước đó diệp thần châu đã vào cung làm chiêu nghi, thì diệp oánh chắc chắn cũng phải vào cung rồi bây giờ lại có thể gả cho đệ đệ ruột thịt của Hoàng thượng Lê Vương làm chính phi, tất nhiên lại có thể khiến cho Diệp gia cao hơn một cổng lầu. Mà Diệp Ly này vốn là đích nữ của Nguyên Thê, sao, tôn quý nhất Diệp gia, Diệp lão phu nhân vốn luôn có một chút khúc mắc nho nhỏ với từ thị, cho nên từ sau khi từ thị qua đời, bà đã không để ý đến đứa cháu gái này nữa. Hôm nay bắt đầu cẩn thận đánh giá, lại phát hiện nàng so với Diệp oánh không tranh lệch cái gì thậm chí lại càng nhiều hơn một chút đại khí và thông dong của thư hương môn đệ diệp lão phu nhân biết rõ những thứ này là nàng được di truyền từ người mẫu thân xuất thân từ gia đại tộc trăm năm kia mà điều này cũng chính là nguyên nhân mà diệp lão phu nhân không thích diệp ly và từ thị sao nguyên thê vợ trước tổ mẫu diệp ly và diệp oánh cùng lên tiếng thỉnh an diệp lão phu nhân mang vẻ mặt yêu thương vẫy hai người ngồi xuống bên người bà ôn tồn hỏi mấy ngày nữa chính là bách hoa thịnh hội rồi, mẫu thân các con đã chuẩn bị xong cho các con chưa? Diệp oánh mang vẻ mặt ảm đạm, cúi đầu xuống nói, cháu gái cũng không nhận được bách hoa thiếp, những thứ mẫu thân chuẩn bị cũng đều không dùng được rồi. Diệp ly nhíu mày, khó hiểu nói, tổ mẫu, tham gia bách hoa thịnh hội còn cần phải chuẩn bị cái gì sao à? Nghe vậy, ánh mắt Diệp lão phu nhân lóe lên, đánh giá vẻ mặt của Diệp ly, thật ra cũng không có gì nữ nhi cũng phải ăn mặc xinh xinh đẹp đẹp đi ra ngoài mới được trở về bảo mẫu thân con làm cho con mấy bộ quần áo cùng đồ trang sức mới đi diệp ly mang vẻ mặt bình tĩnh tùy ý cho bà dò xét vương thị quả thực không chuẩn bị cho mình cái gì cả thậm chí ngay cả nhắc cũng không nhắc một câu nào có thể đoán được, nếu như vào ngày tổ chức bách hoa thịnh hội mà nàng mặc quần áo bình thường đi qua đó thì nhất định sẽ bị người khác cười nhạo đến mất hết cả mặt mũi. Đa Tạ tổ mẫu nhắc nhở, Ly Nhi đã biết rồi à? Diệp Ly lộ ra một tia vui mừng, biểu hiện sự yêu thích cùng vui mừng của cô nương yêu thích quần áo và đồ trang sức mới một cách thích hợp. Diệp lão phu nhân gật đầu, cũng không nói thêm gì nữa. Vương thị bí mật đối xử với Diệp Ly như thế nào bà cũng không phải không biết nhưng chỉ cần không thể hiện ra trước mặt người ngoài rồi ném đi thể diện của Diệp ra, thì bà cũng không muốn quản nhiều đến những điều này. Diệp oánh ngược lại ái náy cười nói với Diệp Ly, nương đã sớm chuẩn bị xong quần áo và đồ trang sức của Tam Tỷ rồi, chỉ là vì hôm qua Dung Nhi trở về nên nhất thời quên cho người mang qua cho Tam Tỷ. Thật sao, bách hoa thịnh hội còn vài ngày nữa, ngược lại cũng không cần vội vã như vậy. Diệp Ly cười yếu ớt nói, rốt cuộc vẫn kéo chủ đề lên người Diệp Dung sao? nhắc tới Diệp Dung, khuôn mặt vốn tươi cười của Diệp Lão Phu nhân cũng chìm đi chốt ít, nhìn hai người nghiêm mặt nói: Dung Nhi tuổi còn nhỏ, có chỗ nào làm không đúng thì các con thân làm tì tỉ phải dạy dỗ cho tốt. Hôm nay phụ thân con lại đánh nó một trận bàn tử ở trước mặt người ngoài như vậy, nó chỉ là một đứa trẻ con làm sao chịu được? Đôi mi thanh tú của Diệp Oánh cau lại, mang vẻ mặt đau lòng mà nói. Tổ mẫu nói rất đúng, đều là do oánh nhi không dạy bảo đệ đệ cho tốt. Chỉ là hôm nay Dung Nhi cũng đã nhận được bài học kinh nghiệm rồi, lúc vừa rồi oánh nhi đi ra thằng bé còn kêu đau đây à? Sau này chắc chắn sẽ không va chạm với Tam Tỷ nữa, kính xin Tam Tỷ đừng trách thằng bé. Không phải nói là chưa chịu mấy cái sao, làm sao lại còn đau, có mời đại phu chưa? Vừa nghe nói cháu trai duy nhất không khỏe, Diệp lão phu nhân đã sốt ruột rồi ánh mắt nhìn diệp ly cũng càng trở nên lạnh nhạt diệp oánh vội vàng an ủi tổ mẫu yên tâm đi nương đã mời đại phu xem qua rồi à chỉ là phải nằm trên giường mấy ngày sợ rằng sẽ phải chậm trễ việc học một thời gian ngắn thôi à diệp lão phu nhân nhíu mày có chút tức giận liếc diệp ly một cái nói con cũng làm tỉ tỉ sao không thể nhường dung nhi một chút chứ nếu như thân thể nó làm trễ nãi việc học thì con sẽ vui vẻ à Diệp Ly cười lạnh trong lòng, nhưng vẻ mặt cũng không thay đổi chút nào, lạnh nhạt nói: "Tổ mẫu dạy bảo phải à?" Ngày sau Ly Nhi chắc chắn sẽ dạy bảo Dung Nhi cho thật tốt, tính tình này của thằng bé cũng nên có người giáo huấn rồi. Hôm nay va chạm Ly Nhi đương nhiên là không có việc gì. Tỷ đệ một nhà tất nhiên Ly Nhi sẽ nhường thằng bé, nhưng nếu có một ngày thằng bé va chạm phải quý nhân nào đó thì làm thế nào cho phải đây? Nghe vậy, Sắc mặt Diệp lão phu nhân lại càng trở nên khó coi, chỉ là nhớ tới hôn sự của Diệp Ly cho nên mới đè lửa giận trong lòng xuống, phất tay bảo nàng lui ra. Diệp Ly xoay người cáo lui, nghe thấy giọng nói dịu dàng của Diệp Oánh ở sau lưng nói có tỷ tỷ và Lê Vương ở đây như thế nào như thế nào. Nếu lời của nàng Diệp lão phu nhân nghe không vào thì nàng cũng không sao cả, chỉ mong Diệp Chiêu Nghi trong nội cung và Lê Vương thật sự có thể gánh vác cục diện rối rắm thay cho Diệp Dung cả đời. Thịnh thế Đích Phi. Phượng khinh. Chương 19, khách đến thăm Định Quốc Vương phủ. Editor, Tuyết Y. Vương thị quả nhiên rất nhanh đã đưa quần áo và đồ trang sức đã chuẩn bị xong đến cho Diệp Ly, nhìn thấy bộ dáng, khuôn mặt cao ngạo của mama và nha hoàn đến đưa đồ, Diệp Ly cũng không tức giận. Chỉ tùy ý nhìn lướt qua đồ trên bàn, giống như cười mà không cười nhìn các nàng một cái rồi thuận miệng phân phó nha đầu bên người nói, "Thanh Hà, nhận lấy đồ đi. Thấy bộ dạng hời hợt, không thèm để ý đến như vậy của Diệp Ly, một nha đầu đang cầm hộp đồ trang sức không hài lòng, bèn hất cầm lườm Diệp Ly, tam tiểu thư, đây chính là phu nhân chúng ta đặc biệt chuẩn bị riêng cho ngươi đấy. Đôi mắt đẹp thanh tịnh hờ hững chớp một cái, Diệp Ly mỉm cười nhìn nàng ta, cất giọng ôn hòa nói, ta biết rồi, còn có chuyện gì sao? Nhà đầu kia sững sờ, nàng là đại nha đầu được sủng ái bên người vương thị, trong phủ này ai không phải khách khách khí khí với mình. Tam tiểu thư này không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, lời nói với nàng nghe thì có vẻ rất khách khí, nhưng khi lọt vào trong tai thì lại đặc biệt khiến cho người ta cảm thấy chói tai. Nhớ tới những điều mà vương thị dặn dò, nàng chấn tĩnh lại, nói, phu nhân đã dặn dò. Ngày bách hoa thịnh hội đó, tam tiểu thư nhất định phải mặc những món quần áo và đồ trang sức phu nhân mới làm này tránh cho người ta cho rằng tiểu thư thượng thư phủ ngay cả một bộ đồ mới cũng không có. Nhất định, Diệp Ly nửa dựa vào thành ghế, tay phải lười biếng nâng hàm dưới lên nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn nha đầu mang vẻ mặt cao ngạo đang đứng trước mắt, người gọi là Thúy Trúc. "Bẩm Tam tiểu thư, nô tỳ đúng là Thúy Trúc, không biết là làm sao." Nha đầu gọi là Thúy Trúc đột nhiên cảm thấy lưng có chút phát lạnh, nhìn thiếu nữ đang ngồi tư thế lười biếng lại đẹp đẽ trước mắt, có chút bất an mà nói người xác định phu nhân bảo với ngươi là ta nhất định phải mặc bộ quần áo này diệp ly nhàn nhạt hỏi thúy trúc do dự một chút nhưng vẫn kiên định trả lời vâng đây là phu nhân cố ý chuẩn bị vì tam tiểu thư chẳng lẽ tam tiểu thư lại muốn làm trái nỗi khổ tâm của phu nhân sao diệp ly nhìn nha đầu có dung mạo thanh tú lại mang vẻ mặt kiêu ngạo trước mắt này bỗng nhiên nở nụ cười Nàng duỗi ngón tay trắng nõn ra, cầm lấy một mảnh vải may quần áo trong hộp gấm đặt lên bàn, thoải mái nói, chỉ bằng loại hàng này. So với quần áo cũ tốt hơn sao? Quần áo trong hộp gấm đương nhiên là quần áo mới, hơn nữa là quần áo mới dùng gấm hoa có tiếng làm thành. Nhưng màu sắc trắng lệ và kiểu dáng cứng nhắc kia, nếu thực sự mặc vào đi ra ngoài thì chỉ sợ người khác sẽ cho rằng mình không phải đi tham dự tụ hội nhóm khuê tú kinh thành mà là người không thể chờ được nữa muốn xuất giá rồi. Chẳng lẽ Vương Thị lại cho rằng những năm này nàng chưa bao giờ tham gia tụ hội thì sẽ thực sự không hiểu bất cứ một thứ gì sao? Màu sắc đỏ chót và hình thức hoa lá phức tạp vướng víu như vậy sẽ chỉ khiến chiêu dương trưởng công chúa người tổ chức yến hội không thích, càng khiến cho nhóm tiểu thư khuê các trong kinh thành xem thường nàng. Tam tiểu thư, ngươi, ngươi sao lại dám, Thúy Trúc mở to hai mắt ra mà nhìn, dường như không ngờ tam tiểu thư luôn luôn trầm mặc không tranh giành lại có thể nói ra lời nói to gan như vậy người cùng đi theo nàng đến cũng nhao nhao lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bất mãn nếu như là phu nhân cố ý chuẩn bị thì các ngươi đem những thứ này về cho tứ muội đi nói cho nàng biết nếu như nàng có thể đến thì dùng những thứ này đi để tránh cho lãng phí một phen tâm ý của phu nhân về phần ta chắc hẳn phu nhân cũng không biết sở thích của ta mà ta cũng không cần phu nhân phải quan tâm tiện tay cầm quần áo bỏ lại vào trong hộp gấm diệp ly lạnh nhạt nói trên mặt thúy trúc hiện lên một tia tức giận miễn cưỡng nạn ra một nụ cười nói phu nhân đã chuẩn bị xong cho tứ tiểu thư rồi đây là cho tam tiểu thư đấy tiểu thư thành sương đứng ở sau lưng diệp ly cười cười dứt khoát nói tiểu thư nếu phu nhân đã chuẩn bị thì tiểu thư cũng không nên gạt bỏ tâm ý của phu nhân nếu như tiểu thư chướng mắt không bằng thưởng cho nô tỳ đi vậy. diệp ly quay đầu lại nhìn thanh sương một cái gật đầu cười nói bình thường ta bạc đãi nha đầu ngươi sao cũng được mấy người các ngươi cứ chọn thứ gì mình thích đi thanh sương cũng không khách khí tiến lên đi từ bên trong lấy ra một đôi khuyên tai bảo thạch mạ vàng nô tỳ tạ ơn tiểu thư ban thường mấy nhà đầu khác cũng không to gan như thanh sương nhìn khuyên tai bảo thạch trong tay thanh xương thì đều toát ra vẻ mặt hâm mộ nhưng lại do dự. Thúy Trúc cũng không nghĩ đến tam tiểu thư lại dám thưởng đồ vật phu nhân chuẩn bị cho bọn nha đầu ở trước mặt mình như thế. Vì vậy sắc mặt cũng trở nên khó coi, đồng thời lại nổi lên ghen ghét với thanh xương vì được theo hầu chu từ hào phóng như tam tiểu thư. Phải biết rằng cho dù nàng có là đại nha đầu được sủng ái nhất bên người phu nhân, phu nhân cũng chưa bao giờ thưởng cho nàng đồ trang sức quý giá như vậy. Thanh Sương nhìn vẻ mặt của mấy nha đầu kia, đảo mắt cười nói, "Thanh Hà tỷ tỷ, tiểu thư ban thưởng sao tỷ không đến chọn một cái? Tỷ không chọn thì Vân Nhi các nàng cũng ngại đấy." Thanh Hà nhanh chóng nhìn Diệp Ly một cái, thấy nàng dường như cũng không tức giận mà ngược lại, ánh mắt nhìn Thanh Sương còn mang theo một tia thích thú dung túng, lúc này mới bước lên chọn một cây châm thẳng bằng vàng rồi tạ ơn Diệp Ly ban thường. Mấy tiểu nha đầu thấy Thanh Hà cũng lấy thì cũng theo đi lên chọn một hai loại đồ vật mình thích, trên khuôn mặt tràn đầy sự vui mừng. Phải biết rằng, tiểu nha đầu như các nàng không giống đại nha đầu bên người chủ tử, thường xuyên có cơ hội được chủ tử ban thưởng đồ trang sức tinh xảo quý báu như vậy, mặc dù tiểu thư chướng mắt, nhưng bản thân mình trong tương lai lúc gả cho người ta, cho dù có một món làm đồ cưới cũng đã là rất có thể diện. Tam tiểu thư, người mang đồ phu nhân chuẩn bị cho ngươi đi thưởng cho nha đầu chẳng lẽ lại còn muốn phu nhân chuẩn bị một phần khác cho ngươi sao? Mỗi vị tiểu thư đều chỉ có một phần, tam tiểu thư làm như vậy chẳng phải lại khiến cho phu nhân khó xử. Thúy Trúc mang sắc mặt khó coi mà nói. Diệp Ly đứng lên nói, đồ đạc phu nhân tặng chính là đồ của ta. Nếu tỉ muội đều chỉ có một phần thì đương nhiên ta cũng sẽ không ngoại lệ. Hay là, người vẫn khăng khăng ta hoặc tứ muội phải mặc một bộ hoa phục như vậy. Có chút thích thú nhìn nàng, Diệp Ly hết sức gần hai chữ hoa phục nặng một chút. "Nô, no, nô no tỳ không dám. Không dám là tốt rồi, trở về thay ta tạ ơn phu nhân." "Tiểu thư, phu nhân đã tới, ngoài cửa, Tú nương tạm thời đã đổi tên là Tĩnh Văn Bẩm báo nói." Diệp Ly còn chưa kịp mở miệng, Vương Thị đã dẫn người đi vào. Chỉ là mặt mũi vốn tràn đầy nụ cười khi nhìn đến đồ vật trên bàn và trong tay bọn nha đầu thì bỗng chốc đã cứng ngắc lại, Ly Nhi đây là không thích đồ mẫu thân chuẩn bị vì con sao? Làm phiền phu nhân quan tâm, chỉ là hai ngày trước cựu mẫu cũng đã đưa một bộ quần áo tới cho Ly Nhi. Ly Nhi cũng không tiện lãng phí tâm ý của phu nhân nên đã đưa cho bọn thanh xương rồi, chắc hẳn các nàng đều cảm kích phu nhân đấy. Diệp Ly không hề quan tâm mà nói, ánh mắt lại đã rơi vào trên người mấy mama và nha đầu đi theo Vương thị vào, hiển nhiên mấy người này cũng không phải là người của Diệp gia. Thanh Sương cùng mấy nhà đầu lanh lẹ tạ ơn phu nhân, Vương Thị miễn nạn ra nụ cười nói với Diệp Ly, vẫn là Ly Nhi hiền lành, mấy vị này là quản sự ma ma của định quốc Vương Phủ, Ly Nhi gặp qua đi. Không chờ Diệp Ly tiến lên, ma ma dẫn đầu mang vẻ mặt nghiêm túc tiến lên cúi đầu nói với Diệp Ly, lão nô thỉnh an tam tiểu thư. Lão nô là quản sự ma ma bên người vương gia, nhà chồng họ tôn. Phụng mệnh vương gia tặng một vài thứ cho tam tiểu thư, kính xin tam tiểu thư vui lòng nhận cho. Mà mà ruội tay, hai bà tử và hai nha đầu nâng trên hộp gấm tiến lên làm lễ với Diệp Ly, bái kiến tam tiểu thư. Thanh Sương và Thanh Hà lập tức bước lên nâng tôn ma ma kia dậy, Diệp Ly mỉm cười gật đầu, dường như không thấy ánh mắt khó hiểu dò xét kia của tôn ma ma, cười nhẹ nói, làm phiền tôn ma ma rồi, thay ta tạ ơn vương gia. Ánh mắt lão luyện của tôn ma ma nhìn lướt qua đồ trên bàn, cũng nhìn vẻ mặt của Vương Thị vào đáy mắt, trong mắt hiện lên một tia vừa lòng, trên khuôn mặt nghiêm túc cũng nhiều thêm vài phần ý cười. Ven áo thì lễ nói với Diệp Ly, nếu vậy lão nô cáo lui trước. Diệp Ly gật đầu nói với Thanh Sương, Thanh Sương, thay ta tiễn tôn ma ma. Thanh Sương lên tiếng, mấy nhà đầu Vân Nhi tiến lên nhận lấy đồ đạc, Thanh Sương tự mình dẫn bọn người tôn ma ma đi ra ngoài. Thịnh thế đích phi, phượng khinh, chương 20, Bách Hoa Thịnh Hội, 1. Editor, Tuyết Y. Định Quốc Vương Phủ. Ta biết rồi, đi xuống đi. Bên trong thủy các thanh tịnh lộ ra chốt trống trải, một nam tử mặc đồ đen đang ngồi nhìn ra hồ nước ngoài cửa sổ, lạnh nhạt nói. Trên khuôn mặt nghiêm túc có chút khát khe của tôn ma ma chợt xẹt qua một tia bất đắc dĩ, nhìn thân ảnh cô đơn của người trước mặt, bà muốn nói nhưng lại thôi cuối cùng cũng không nói gì chỉ đành ảm đạm lui ra ngoài. Xem ra tôn ma cũng có ấn tượng không tệ với vị diệp tam tiểu thư kia, phải nói là có thể khiến cho tôn ma nói chuyện thay nàng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì đâu. Bên kia, Phượng Chi Giao vẫn mặc một thân quần áo hoa lệ rực rỡ, lười biếng cười nói với người bạn thân trước mắt. Mặc tu nghiêu quay đầu qua nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh mà ôn hòa, thì thế nào? Thì thế nào? Chấm than. Phượng Chi Giao mồi dậy chừng mắt nhìn hắn, đến ngay cả giọng nói luôn luôn thong dong cũng đã cao lên không ít. A à, Nghiêu, Diệp Tam Tiểu Thư là thê tử tương lai của ngươi, là người đi cả đời với ngươi đấy. Ngươi thật sự không đi nhìn xem sao? Nếu như nàng thật sự tốt như ngươi nói vậy, ngươi cảm thấy sẽ để cho ta thuận lợi lấy được nàng sao? Ngươi đừng quên phía sau nàng còn có một từ ra, mặc tu nghiêu bình tĩnh không hề xúc động mà nói. Ngươi có ý gì? Phượng Chi Giao nhíu mày, chẳng lẽ hắn lại còn có thể làm cho quỷ quái gì sao? Mặc tu nghiêu rũ mắt xuống, yên tĩnh nhìn cánh tay đặt trên tay vịn xe lăn, ngày Lê Vương phủ đến hạ sinh lễ, hiền chiêu Thái Phi cố ý triệu kiến Diệp Ly. Phượng Chi Giao khinh thường biểu môi, mặc cảnh Lê không phải lại hối hận chứ? Cho dù hắn thật sự hối hận thì đã sao? Hắn cho rằng Định quốc vương phủ và từ gia thật sự là món đồ chơi để mặc cho hắn tùy ý nhào nạn ư. Ánh mắt thâm thúy mà ôn hòa của mặc tu nghiêu nhàn nhạt chảy qua những tia lạnh lẽo. Chuyện từ hôn vốn là do mặc cảnh lê tiền trảm hậu tấu, sao? Trước đây, tiên hoàng chỉ hôn Diệp Ly cho mặc cảnh lê thực sự không phải là không có nguyên do đâu. Lúc Diệp Ly sinh ra, Diệp Văn Hoa cũng chỉ là một người mới tam phẩm. Tiên hoàng làm sao có thể chọn một đích phi có gia thế hàn vi như thế cho hoàng tử mà mình sủng ái chứ? Tất nhiên là vì ngoại tổ từ gia của Diệp Ly. Đáng tiếc những năm này từ gia đã dần dần rút khỏi triều đình, cũng khiến cho đa số người trong cung ngoài cung quên đi từ gia rốt cuộc có bao nhiêu lực ảnh hưởng. Sao, tiền trảm hậu tấu, làm trước báo sau. Đã như thế, Hoàng thượng sao lại chỉ hôn Diệp Tam Tiểu Thư cho ngươi? Nếu như Diệp Tam Tiểu Thư thật sự là nữ tử không tài không mạo không đức, hơn nữa lại đã từng bị người ta bị từ hôn, thì sao Hoàng thượng lại không chỉ hôn nàng cho ta? Mặc tu nghiêu nhàn nhạt, nhạt hỏi lại. Phượng chi giao không sao cả nhún vai. Dù sao đầu óc của người trong hoàng gia ai cũng đều không bình thường cho lắm. Vậy rốt cuộc ngươi có muốn đi tham gia vườn mẫu đơn không? Có muốn đi gặp vị hôn thê của ngươi không? Mặc tu nghiêu quay đầu lại nhìn qua mặt hồ rồi lại im lặng không nói gì. Phượng chi giao nhìn thấy thế thì trong lòng cũng hiểu, âm thầm gật đầu. Từ lúc xảy ra chuyện kia, A Nghiêu cũng càng ngày càng khó tính rồi. Diệp Ly có chút đau đầu nhìn cái bàn đầy áp đồ trước mặt. Cả một cái bàn diện tích không nhỏ đã bị chia làm hai bên, mỗi bên bày một bộ quần áo và đồ trang sức tương ứng. Bên trái là một bộ quần áo màu trắng hoa văn xanh, những chú hồ điệp màu xanh nhạt nhẹ nhàng nhảy múa trên quần áo trắng như tuyết. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu lên trên quần áo lại càng khiến cho người ta ngẩn ngơ khi nhìn thấy hồ điệp giống như đang vỗ cánh muốn bay đi. Tĩnh Nhi và Điềm Nhi cẩn thận từng ly từng tí nâng lấy quần áo. Điềm Nhi nhỏ tuổi nhất ngạc nhiên đến nỗi phải nói, những con bướm này cũng không phải thiêu lên nữa. Thật là xinh đẹp nha. Thanh Hà cười nói, đây là lụa tơ tằm, vô cùng quý báu đấy. Bình thường lụa tơ tằm đều có hình vẽ cực kỳ hoa lệ, mà thanh lịch như bộ này của tiểu thư thực ra lại càng thêm hiếm thấy. Hơn nữa sợi tơ này dường như cũng rất không tầm thường bộ quần áo này cầm trong tay nhẹ như không có gì, nhưng nhìn lên lại không thấy mỏng manh chút nào, rõ ràng không phải là vật liệu bình thường. Thanh Sương hiếu kỳ hết nhìn sang trái rồi lại nhìn sang phải, sau đó quay đầu nhìn Diệp Ly, đồ của cữ phu nhân và vương gia đưa tới đều nhìn rất đẹp đấy ạ, à? tiểu thư người muốn mặc bộ nào. Diệp Ly nhìn bộ quần áo lụa tơ tằm tuyết trắng điệp xanh, ánh mắt lại rơi xuống trên hộp gấm bên phải trong hộp là gấm thủy vân màu xanh nhạt thêu hoa văn cây thược dược màu bạc rũ xuống mà tinh xảo ở bên trên. Chỗ ống tay áo và vạt áo phác họa hoa văn tường vân nhàn nhạt yêu nhã, đơn giản mà nhẹ nhàng, thế nhưng mới chỉ liếc mắt đã có thể khiến cho người ta cảm giác được sự yêu nhã và thoải mái không gì sánh được. Chọn cái này đi, bộ cữu mẫu tặng thì thay ta cất giữ cho kỹ, đến lúc sinh thần cữu cữu vào tháng sau thì sẽ mặc bộ đó. Diệp Ly rất nhanh đã đưa ra quyết định, phí chút tâm tư vào chuyện ăn mặc là cần thiết, nhưng lãng phí quá nhiều thời gian thì thực sự là không cần thiết. Bọn nha đầu vội vàng cẩn thận mang bộ quần áo màu trắng bướm xanh cất kỹ, nâng bộ quần áo định quốc vương phủ đưa tới ra hầu hạ Diệp Ly thay đồ. Một lát sau, Diệp Ly đi ra từ mặt sau tấm bình phong trong tiếng thán phục của bọn nha đầu, màu xanh nhẹ nhàng đúng là thích hợp với khí chất trầm tĩnh u nhã của Diệp Ly mà hoa văn tơ bạc tinh xảo lại khiến cho bộ quần áo hình thức đơn giản này không hề đơn điệu. Một loại xa hoa khiêm tốn, trong lòng Diệp Ly nhẹ nhàng khen ngợi nói. Đỉnh quốc vương phủ cho dù đã không còn vẻ vang như trước, thế nhưng lễ vật tặng người cũng không hề tầm thường một chút nào, đây là gấm thủy vân. Tĩnh văn vẫn luôn đứng ở một bên có chút không tin nổi mà đột nhiên kêu lên. Vẻ mặt thanh hà cũng đã mang chút kinh hãi, gấm uyên ương, gấm thủy vân, Xà phủ dung được xem là ba vật quý của Nam Chiếu, là một trong các sản phẩm đặc biệt quý giá nhất của nước Nam Chiếu. Hơn nữa đều là vật phẩm không được thông thương giữa hai nước, chỉ được xem như lễ vật biếu tặng hàng năm giữa hai nước. Mà gấm thủy vân với tư cách là thứ đứng đầu trong ba bảo vật thì cho dù trong cung hàng năm cũng sẽ không có nhiều hơn 10 cuộn. Diệp Ly mỉm cười nhìn tĩnh văn một cái, ánh mắt của ngươi ngược lại cũng rất tốt. Vẻ mặt tĩnh văn hơi biến đổi, miễn cưỡng cười nói, nô tỳ cũng đã được nhìn thấy một lần ở chỗ của tứ tiểu thư. Là chiêu nghi nương nương ban cho tứ tiểu thư đấy, thực sự là thứ mà nàng từng thấy ở chỗ của tứ tiểu thư, cũng không phải là một bộ quần áo mà chỉ là một mảnh tơ lụa mà thôi. Gấm thủy vân dù gọi là gấm, nhưng lại khác với các loại tơ lụa lộng lẫy nặng nề khác, ngược lại nó nhu hòa thanh lịch, nếu không phải đứng gần mới thấy được hoa văn chìm hoa lệ, thì nàng căn bản là không nhìn ra được đây là gấm thủy vân. Năm ngoái tứ tiểu thư được Diệp Chiêu Nghi ban thưởng một mảnh gấm thủy vân, nhưng mà thực ra không đủ để dùng làm quần áo, Diệp Oánh cũng không nỡ nên chỉ cho người cất vào cẩn thận. Kể từ ngày tĩnh văn tự chủ trương chưa thông báo mà đã khơi gợi ra chuyện cũ ra ở Thanh Giật Hiên, mặc dù Diệp Ly cũng không nói gì thêm, nhưng tĩnh văn vẫn luôn cẩn thận từng ly từng tí sợ bị tam tiểu thư tìm được cớ trách phạt lại không ngờ chỉ vì chút kinh ngạc lúc nhất thời này mà khiến cho nàng bị Diệp Ly chú ý đến. Diệp Ly gật gật đầu không hề để ý tới tĩnh văn đã có chút thấp thỏm không yên nữa, quay người ngồi xuống trước gương đồng. Thanh Hà và Thanh Sương nâng đồ trang sức đỉnh quốc vương phủ đưa tới ra, chọn món phù hợp cài lên cho nàng. Tĩnh văn yên lặng đứng ở một góc, nhìn bọn nha đầu bận bịu gọn gàng măn nắp thì có chút gượng gạo lại không cam lòng ánh mắt rơi trên cái bàn tùy ý bày đầy hộp đựng đồ trang sức rồi vội vàng cúi đầu xuống không dám nhìn nữa. Lại không biết Diệp Ly ngồi trước gương đồng đúng lúc đã nhìn thấy rõ vẻ mặt chưa kịp che giấu của nàng. Bàn tay trăng nõn khéo léo của thanh xương cài một cây châm ngọc cuối cùng vào búi tóc, thỏa mãn cười nói, hôm nay tiểu thư nhất định sẽ khiến cho tất cả các nhóm khuê tú kinh thành ảm đạm thất sắc đấy à. Nói bậy bạ gì đó, lời này để cho người khác nghe được thì sẽ bị cười chết đấy diệp ly liếc thanh sương đang tràn đầy tin tưởng nàng nhẹ giọng trách mắng thanh sương hoạt bát chớp chớp mắt cười nói ở trong mắt thanh sương tiểu thư chính là nữ tử xinh đẹp nhất trên đời này nha có đẹp hay không cũng không quan trọng nhìn qua là được rồi đợi đến lúc thu dọn sẵn sàng rồi diệp ly đứng lên nói đi thôi đừng tới trễ thanh sương và thanh hà vội vàng đi theo sau lưng diệp ly thanh sương vẫn không quên thấp giọng lầu bầu không biết định vương có tới tham gia bách hoa thịnh hội hay không? Thanh Hà nhìn thoáng qua Diệp Ly đi ở phía trước, thấp giọng nói, bách hoa thịnh hội là tụ hội của các tiểu thư khuê tú kinh thành. Mặc dù hàng năm đều mời một ít người có danh vọng làm người chứng kiến, nhưng mà dường như định vương chưa từng đến tham gia. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn